vu kim vẩy. Những con âm ly có đèn vu kim vẩy này, khi các bác nghe nhạc thì nó sẽ tăng thêm độ hay của sản phẩm. Nhìn nó đẹp thì nó sẽ kích thích hơn. Công nghệ New Clara, nó là một công nghệ mà ở dòng Technic nó hay sử dụng. Âm ly này thiết kế đánh loa A, B và có đầy đủ các tính năng là chỉnh bass mid chép, bass chép và loudness. Đèn màu nó có vạch màu xanh nên là trông rất nổi luôn. Mẫu đi này cửa hàng bán giá 3 triệu Việt Nam đồng anh em nhé. Sản phẩm có bề ngang tầm 43cm và bãi zin tuyệt đối luôn. Góc cạnh đẹp, góc cạnh đẹp. Chút nữa cửa hàng sẽ mở nội thất để các bác có thể cảm nhận bên trong của sản phẩm. Đây là mặt sau. Anh em hãy cùng xem thông số kỹ thuật của sản phẩm. Có mã là 093 số series, 100V, 107W. Nó thừa sức để táng những đôi loa to để các bác nghe nhạc nhé. Này vẫn nguyên bản đến lúc sản xuất, nó có tên tiếng Anh bên dưới, tiếng Nhật bên trên. Đánh loa A hoặc B. Góc cạnh đẹp, tổng thể đẹp, zin hết. Bề sâu nó tầm khoảng gần 30, chiều cao nó tầm khoảng 12. Rất luột về kiểu dáng thiết kế, mở to hơn để các bác trải nghiệm. Anh em có thể ghép con âm ly này vào rất nhiều đôi loa Nhật nhá, từ loa nhỏ đến loa to, và nó sẽ hay trong tầm tiền, đẹp trong tầm tiền 3 triệu. Loa đang phối ghép là bass 35, bass nhỏ bass to chơi hết với một con âm ly như này. Người đi vào tôi vẫn nữ danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày. Sau đây thì sẽ mời anh em xem nội thất bên trong của sản phẩm. Góc cạnh đẹp, không sức mẻ anh em nha. Xuất sát tí ti là phải có. Giá 3 triệu Việt Nam đồng, giá tại cửa hàng không bao ship. Bãi zin tuyệt đối luôn. Chiều lượng nội thất của sản phẩm Technic SUV44 giá 3 triệu Việt Nam đồng. Một con âm ly nó đạt tiêu chí là nghe hay bày đẹp và giá rất vừa phải. Bề cao tầm 12, bề sâu tầm gần 30 và bề ngang tầm 43-44. Đánh loa AB, chỉnh bass chép đầy đủ, lao lớt. Âm ly chạy 4 con sò than. Nội thất bên trong sạch sẽ, zin tuyệt đối luôn. Dòng Technic thì vỉ mạch main nó sẽ là màu vàng sẫm. Một trăm lẻ bảy watt điện 100V, số series 093. Tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta dót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Giá 3 triệu tại Minh Outdoor Đồng Hà Nội.